Xin chào quý vị và các bạn. À, chúng tôi thường nhận được những câu hỏi như là For Everest uh, có giá bao nhiêu? For Everest có những cái chương trình uh, khuyến mãi về uh, phụ kiện, về tiền mặt như thế nào? Uh, và For Everest có những màu gì? Thì uh, để trả lời cho những câu hỏi trên, uh, vô xe xin uh, giới thiệu đến quý vị và các bạn uh, về cái mẫu xe 7 chỗ và chính sách bán hàng uh, của cái mẫu xe Everest này. Hiện tại thì For Everest là một trong những cái dòng 7 chỗ được uh, Ford Việt Nam nhập khẩu nguyên trước từ thị thị, thị, thị trường Thái Lan hiện tại thì có tất cả là 5 phiên bản có cái chính sách bán hàng và giá cả như sau đầu tiên là phải kể đến chiếc Ford Everest Titanium 4x4 AT đây là cái phiên bản cao cấp nhất số tự động hai cầu có giá niêm yết là 1 tỷ 399 triệu và hiện tại chúng tôi đang giảm giá lên đến 80 triệu đồng tiền mặt giá bán cụ thể là 1 tỷ 319 triệu Bản thứ hai đó chính là bản for Everest Titanium 4 nhân 2 AT. Đây là cái phiên bản à, cao cấp à, số tự động một cầu có giá niêm yết là 1 tỷ 177 triệu và hiện tại chúng tôi đang ưu đãi đến 70 triệu đồng tiền mặt. Giá bán cụ thể là 1 tỷ 107 triệu. Bản thứ ba đó chính là bản for Everest Zen Hiện tại thì à, For Everett Chen là cái phiên bản tầm trung có giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu. Hiện tại chúng tôi đang ưu đãi đến 80 triệu đồng, giá bán cụ thể là 1 tỷ 032 triệu. Bản thứ tư đó chính là bản For Everest Ambient AT. Đây là cái phiên bản là số tự động một cầu, bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 1 tỷ 052 triệu và hiện tại chúng tôi đang ưu đãi đến 80 triệu đồng. Giá bán cụ thể là 972 triệu bản cuối cùng, đó là chính là bản For Everest Ambient MT. Đây là cái phiên bản tiêu chuẩn là số sàn một cầu có giá limit là 999 triệu và hiện tại chúng tôi đang giảm giá lên đến 80 triệu đồng. Giá bán cụ thể là 919 triệu. Đấy là chính sách bán hàng và giá cả của tất cả năm phiên bản mà chúng tôi vừa thông báo đến quý vị và các bạn. Ngoài ra các bạn được ưu đãi thêm về phụ kiện như là dán phim, cách nhật toàn bộ xe, trải sản ra Cũng như là một bộ camera hành trình Các bạn quan tâm đến chính sách bán hàng, giá cả Thì các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666 Để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn For Everest thì hiện tại có tất cả là 8 màu Bao gồm màu trắng, màu đen, màu xám, màu bạc Màu xanh thiên thanh, màu xanh dương, màu đỏ bốc đô và màu đỏ dương. Và hiện tại thì cái màu đỏ dương chúng tôi đang không có hàng về thì thì thị trường Việt Nam. Các bạn nào mua xe, chúng tôi có thể hỗ trợ ngân hàng lên đến, đến 80% giá trị xe. Hỗ trợ tối đa là 7 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi và hấp dẫn. Vâng, thưa các bạn, trên đây là chúng tôi vừa trao đổi đến quý vị và các bạn về chính sách bán hàng, về giá cả. Cũng như là về màu sắc của chiếc Ford Everest 7 chỗ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. À, các bạn cảm thấy kênh Vô Xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.